Xin chào anh em đã quay trở lại với kênh YouTube Devil CLK nhá. Hiện tại thì bọn mình đang đi lút dạo và vớ được khẩu súng thính, đang bắn thính và đợi thính xuống để lấy anh em ạ. Mình lụm được hai mạng boss rồi. Rồi ok, lấy luôn đào đây, đào đây. Có giảm thánh ở hòm thính mà. Con chiến kỳ nó bắn ra kìa. Ui, chiến kỳ nó bắn ra. Được á, sao bắn này à? Tao đã sợ thế thôi, ui, tao đúng, không đúng, sợ đúng, đúng. Tao không sợ. Không, không, không. Tao không phải cáo. Tao không sợ. Tao đã sợ. Kinh quá trời. Thế là bắn ca này. Cô quả chết. Gì đấy? Xe hồi sinh à? Có sao anh biết là hồi sinh có anh hay à? Anh vì hay đúng không? Không, đây là có nha. Hồi sinh có nha. Xe lại, nó đang đấu nhau xe. Có luôn á. Chú ấy lại ơ kìa. Ê. À, xe được rồi, đúng rồi. Vào lúc bộ đội đẩy luôn. Vậy. Phải lặng nha. Nó bắn ra tròi thế, nó bắn thẳng tròi. Đáp lửa lên tầng 2. Nó bắn sốt gắt trong cả đấy. Đây là, nó ở đây là ai? Nó ở trong góc này là ai? Cầu thang. Ủa? Cứu anh á. Nó núp trong cái thùng phi ấy. Bò lên trời. Không được, bò nó biết. Thế em nhảy này mình bấy trượt chân xuống dưới bắn này bị hụt. Rồi. Hết bom rồi. Đang bơm máu. Rồi, đẩy thẳng lên cầu thang được là. Nhìn này, nhìn tôi đẩy cầu thang một lần mà nhìn đây này. Chưa lên là người ta không, phải bắn không. Rồi. Hồi sinh, hồi sinh, hồi sinh. Hồi sinh chứ còn gì nữa. 30 giây. Gắn hết kìa. Chạy, người ta phải chạy về đằng này trước này, ông hiểu chưa? Để cho nó không nhìn thấy. Mày à, lốc 1 đây. Cái này mình sẽ dí cho toàn, thì nó bắn chết nữa này. Bắn súng lên. Cầm cây AUG lên. Làm khó kìa. Ủa đâu cái xe. Làm khó hay là hòm tính xe, 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 xe. Help. Ủa. Mày ăn mắn kinh ấy. Help. Ôi mẹ. Bạn chạy ra cứu đi. Chạy ra cứu đi, tôi ở đây cho. Tưởng ra ra. Không được, không được, không được, đứng ra. Chạy ra cứu đi. Các thằng nhìn trong chỗ. Ồ, cứ chạy ra cứu đi. Mấy ông chạy chạy kiểu đéo gì đấy. À, tưởng là gà chạy gần gần nó. Đấy, ông Toàn lại đi nữa rồi. Rồi rồi, chỗ này cứu được anh Toàn. Bỏ về đây, bỏ về đây anh Vi, bỏ về đây. Từ từ từ, nó đang thấy, nó đang nhìn kìa. Ôi, con có máu không? Cho em xin cục máu nè. Chẳng hạn cũng không có máu gì. Thank you.
không có máu luôn. Bọn này nó hack u sao nhỉ? Bây giờ quá đấy nhá, chắc đang quá đấy. Xong chưa? Gạt. Xong rồi đúng không? Chưa, gạt. Không, còn nhiều lắm. Ba thằng nữa, hay ít nhất là ba thằng nhá. Chết luôn à? Ơ thằng này Việt Nam. Thằng này chết luôn. Có phải không? Anh nghe chỉ có thấy hai tiếng chân thôi đấy. Ừ, em thấy có hai thằng chạy mà. Một thằng áo hồng với một thằng áo đen thôi. Áo hồng đấy giết rồi. Đéo còn hồi sinh đâu. Có xe nhá. Xe máy. Okay. À, xe máy. Xe máy. Ông này bắt được không? Trước mặt kìa. Đây đây. Một xe máy. Bắt vào lốp đó. I need a side scope. Quay lại cầu đầu cầu, nó quay lại đầu cầu. Đợi mẹ, ba xe áo này. Bái chú. Ôi, ôi. Nóc nhà, dưới đất. Con này rung luôn này. Kìa, nó dưới đất kìa Quang. Đâu, nó chạy tầng mà. Đây, nó ở đây này. Nó về dưới đất. Về hả? Cứu được anh không? Chết bậy á, về đâu cứu. Awesome. Phạm bóp trái quá. Mẹ thằng cái táp bên đi đấy. Nó bên này, nó bên này. Watch out. Ra đây, con lợn. Ừ, ai đắp lửa đấy. Bố mày lại dạy cho chúng mày đi bò. Bố mày lại dạy cho chúng mày là chết. Cứ lú ra là chết, không phải nói nhiều. Còn tặng bên này em ơi, nó ở bên này mà. Anh nghe không nhờ mày, nó ở cái nhà này này. Lúc anh chạy qua anh nghe đấy, còn một chân ở nhà này đấy. Mark the location. À nhà này. Đây đây nhà này. Watch out. Chú ý. Help. Ngồi góc tường này. Mark the location. Bỏ ra. Chú sát em ạ. Ok, trận này cận chiến với Groza quá là cháy luôn anh em ạ. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem đến cuối video. Nếu mọi người thấy hay thì hãy ủng hộ cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người vào những clip tiếp theo. Bye bye anh em.